Trước khi vào thì bên thầy giới thiệu qua một chút nhé ừ. Vì chương trình lớp học online VIP 15 của thầy hiện tại vẫn đang tuyển uh, tuyển sinh các bạn ạ. Ừ. Và cái chương trình học chương trình học lớp VIP 15 này thì có đủ các cấp độ từ lớp 5 đến lớp 1 luôn. Giáo viên bên thầy thì rất là uy tín. À. có trình độ N2 và N1 nhiều năm kinh nghiệm nha mọi người nhá. Thời gian học thì là 19 đến 21 giờ Việt Nam và 21 giờ đến 23 giờ nhà Nhật Bản tối thứ 2 4, 6 3 5, 7 thời gian này rất là phù hợp cho tất cả các bạn đang đi làm hay đi học sinh hay là tất cả mọi người đều phù hợp cái khoảng thời gian này được chưa ừ. tiếp theo cái lớp học này thì chúng ta sẽ học được trực tiếp với học cùng giáo viên này đúng không chúng ta có test đầu giờ này được trang bị đầy đủ tất cả kỹ năng cần thiết đúng không? những kiến thức để chúng ta đi thi dạ hay tiếp theo này nếu không đỗ thì các bạn sẽ được học lại miễn phí nhưng mà các bạn phải chăm chỉ học đó, đi học đầy đủ cho thầy rồi Tiếp theo đó là lớp học VIP online 15 thì bên đây vẫn tuyển nhưng mà lần này thầy chỉ tuyển cấp độ N1 thôi nhá mọi người nhá. Khai ừ. giảng là 24 tháng 2 năm 2025. Được chưa? Thời gian học thì vẫn giống lớp kia. Đó là 246. Được chưa nào? 246 từ 19 đến 21 giờ. và do cô Hiền và cô Thanh đứng lớp cho mọi người nhá. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào phần đấy, nội dung chính trong livestream ngày hôm nay. Ừ. hôm nay chúng ta sẽ học về nghe hiểu môn đai số 4 mọi người ạ à, môn đai số 4 môn đai số 4 này nó thực chất nó thuộc về môn đai số 5 của nó 3 là 2 và là 1 thì nó thuộc về môn đai số 4 môn đai này là không tranh nghe một đoạn hội thoại sau đó thì sẽ có 3 đáp án để chúng ta lựa chọn ạ Và gọi là trả lời nhanh đấy chưa ừ. đấy. Thì các dạng thường gặp trong cái môn đai này đấy chưa nào thì thường đầu tiên sẽ là có những câu hỏi về nhờ vả đề xuất hay là xin phép đúng không? anh ơi anh xem hộ em à, cái đề án này cái đúng không? cô ơi cô chết hộ em cái bài luận văn này cái thì sẽ nhờ như thế nào vt cre đứa itaraki masin cá cái này quá dễ rồi cái này thường sẽ là n ba này n hai là một thì nó lại dặn dạng một kiểu khác ừ. tiếp theo giải thích về ý kiến quan điểm chủ trương của mình này người ta hay thêm na dấu vào những cái gọi là mỹ tố đứng ở cuối câu kèm thêm cái cảm xúc vào ừ. và cuối cùng là khen ngợi chào hỏi nhé mọi người nhé khen ngợi và chào hỏi Nhưng những lưu ý khi mà nghe những câu dạng như thế này thì chúng ta phải lưu ý trước tiên là chúng ta sẽ là gì ai là người làm hành động đó mọi người ạ à? ừ. người nói hay là người nghe làm hành động đó ừ. tiếp theo này người nói nghĩ thế nào về vấn đề này nghĩ thế nào về vấn đề này ừ. ví dụ eh, siri tay na muốn biết cái điều đợi về đó hay là inato omoimasu ga như vậy Yeah. tiếp theo là cái chuyện đó đã xảy ra xưa cái vấn đề nó liên quan đến tạ hay là cái gì cái động từ mà kết thúc trong câu đó là thể tạ hay là thể gì nhá yeah. hay là thể mát sự hay là cái gì đó Bọn phải để ý cảm xúc trong câu cái này quan trọng nhất này cái, này, bài này, này nhiều lúc chúng ta không hiểu câu nhưng mà chúng ta chỉ cần nghe cái cảm xúc trong cái câu nói đó là chúng ta biết được anh này đang cáo anh này đang vui anh này đang buồn Đấy, và chúng ta sẽ lựa chọn được cái đáp án đúng cho cái câu cho cái câu mà mà cái anh này anh nói chắc chắn là khi mà nghe nghe cái bài này tí nữa nghe có một vài bài chúng ta sẽ nghe được cảm xúc và chúng ta biết anh ta đang cáu hay anh ta đang làm gì nhá à thêm một chút nữa đó những lưu ý khi nghe à, ví dụ là ba là hai thì nó có nhiều dạng như kiểu là ưng đặt tên này mọi người nè nè lưu các tổ đặt tên nghe nói rằng là cậu đã từng đi du học nhỉ đúng không nào cái này cái là bài xuất hiện nhiều này đúng không kino sono restaurant de soko no restaurant de steak y tế shok kire yo cái này đã kết thúc rồi đúng không và liên quan đến là đã không ăn hết được đây chưa nào đã không ăn hết được ừ. còn một cái câu gì nữa nhỉ đây ví dụ cái câu này chẳng hạn trong N3 hay N2 nó cứ xuất hiện cái từ Nante rất là nhiều này ừ. Nante nó chỉ ý là gì nhỉ? À, gọi là hơi uh, coi thường, coi khinh cái đằng trước này. Nhưng mà dịch sang tiếng Việt thì nhiều lúc chúng ta dịch đơn giản cho thầy cái từ này. À, ôi giời ơi! Thầy hay dịch từ này là ôi giời ơi, Đó. Ôi giời ơi, Được chưa? Ngày mai lại phải lộp cái bản báo cáo thực tập ngày hôm nay rồi mấy ơi. Asta đã sao nó chảy thế này nan Dạ. Thì câu này câu sang gì à? ôi rồi ơi thì là gì nhỉ Astamari, made nách, thì ta ne. Không phải là ngày mai. Thật là may mắn không phải là ngày mai. Hôn Motto mất hoshi yo ne. Thật á? Muốn có thêm nhiều thời gian hơn nữa nhỉ? Câu này chắc chắn là đáp án rồi. Đúng không nào? Ừ, cô ấy cô ấy. Report tổ mo sanak thì một yokkut yokkunakat no. Report tổ đa sanak Nát nó no, Yoku nát no. nó Cái câu này chẳng liên quan gì nó, không? Ê eh, Yoku ta nó no. sẽ không hiểu cái câu này Nát thì một y nó Rồi cái câu này Nên là cái câu này nó Nó không phải là đạo ăn của chúng ta nhá Còn các bạn N1 mới quan trọng N1 này thì các bạn Sẽ ôn lại những cái đề cũ cho thầy Tất cả những đề cũ Và ghi chép lại những cái từ mới cho thầy Hay là những cái mẫu ngữ pháp mới cho thầy chẳng hạn như cái câu như bản này các bạn đã biết chưa những bạn đang xem video mà đã học là một đã biết từ này chưa đọc được từ này không cái này không cai gã đựng nó là cái gì ừ. cái này nó xuất hiện nó rất là nhiều lần n hai thì cũng có các bạn nhớ nhá n hai cũng có cai gà đựng nó mang nghĩa là thật đáng để hay là không uổng công đúng không cuồng không công xem video của thầy Dũng đúng không? Dũng xin xe no video Mita cai gáy đựng này được chưa Đấy đấy chưa À, ví dụ asobi ni kita kai a đây nè thật ná không quảng công đến đây chơi rồi đấy đấy là không quảng công nhá thứ hai về được hỗ đồ mà cái gì gọi bạn không không đáng để làm cái gì đó ở bên trên là đáng đáng để làm gì bên dưới là không đáng để làm gì ví dụ không đáng để ăn tháo về được đồ không đáng để ăn hay là không đáng để để mua cao hô đồ Janakata nhá không đáng để cưới cái con sư đồ hô đồ Janakata chưa hỏi từ này biết là gì không bố mê được biết là gì không là nói nhau kiểu cãi nhau ạ cãi nhau hay dùng cái từ này mô mê được đấy các bạn biết từ này chưa chưa biết thì bây giờ ghi vào kể cả n hai nhá các bạn cũng nên ghi những từ này à? mô mê được còn nhiều cái từ khác các bạn nghe lại hết những cái đề cũ và ghi chép lại hết cho thầy nhá rồi ok bây giờ chúng ta nghe trực tiếp những cái đề thì cũ trước tiên là chúng ta nghe n ba nhá n ba thì siêu siêu dễ rồi các bạn nghe cùng thầy nhé câu đầu tiên của n ba chúng ta sẽ có 5 câu nhá chúng ta cùng nhau nghe câu đầu tiên và các bạn làm luôn cho thầy nhá Đấy, nghe này Ichiban. Kato san, クラスのみんなも行くってうんできれば行きたいんだけどすぐにクラスのみんなを誘ってようパーティー明日にしようかはい。ななもいごだ Sanhi chọn 1 Vậy thì nó là số 1 đây Đấy chưa Hai. Kato san Asta no party ni Ngày Kato ngày mai Cậu cũng sẽ đi đến buổi party chứ Kras no minna mo ikute. À lại có chữ Iku Đúng không? Hai. Mọi người trong lớp Cũng sẽ đi đấy Họ bảo là cũng sẽ đi đấy Minna mo ikute. Mọi người cũng bảo là ý thì câu số 1 là để khi để bà ý kia anh là cái tôi cũng muốn cố gắng cái gì nếu được thì tôi cũng muốn cố gắng để đi đấy thế nhưng mà thế nhưng mà chắc là đang bận đây ừ vậy câu này hoàn toàn sai này sư cử cross của min sa sốt đây mọi người đã bảo nó đi rồi việc gì phải rủ mọi người nữa đúng không phải party astanisio cả buổi party thôi chốt sang ngày mai rồi được không 私先輩にアルバイト紹介してもらうことになったんだ。<và> <ail är> よかったねどんなバイト <S 2> 2 <S 新しいバイトを始めてみてどう <3 S 1> 先輩にバイトを手伝ってもらうのはい。こう này, À, là đấy, là số mấy đây chúng ta cùng nhau xem nhá. Đấy. Cô tổ nị na được. À, được quyết định cái điều gì đó, điều gì đó được quyết định đúng không? Đấy, watashi wa senpai ni arubaito o shoukai shite morau koto ni Tôi đã được. Cái câu này chúng ta không dịch sang tiếng Việt nữa, chỉ biết à, chúng ta chỉ chỉ biết coi như là mặc định nó là một cái câu mặc định thôi là đã được quyết định gì đó. Thế nên câu này chốt là gì nhỉ? Tôi đã được xem giới thiệu Sẽ giới thiệu cho việc làm thêm đấy Sẽ giới thiệu thôi nhá Được quyết định giới thiệu Sẽ giới thiệu chứ chưa giới thiệu Được chưa Đấy Những câu này nó là chưa diễn ra này Đúng không Ok Mặc dù nó là nát tần đạt tệ nát tần đạt Đúng không? may thế Công việc gì vậy Thì là đáp án rồi đấy. May thế công việc gì vậy Đấy Atarashi à, bai tổ Hajimete mitedo Câu này là gì? Bắt đầu công việc mới cậu thấy thế nào? Trời đất ơi, hoàn toàn sai luôn. Tiếp theo, xem bài đi, bài tổ thì chỉ đắt tìm vào nó. Câu này hoàn toàn sai đúng không? Được. Xem giúp đỡ làm thêm à? Trời đất ơi, không liên quan gì cả, đúng không? Tôi được xem bài giới thiệu cho việc làm thêm đấy. Thế nhỉ? Công việc gì vậy? Thế thôi. Ừ, một cuộc đối thoại rất là tự nhiên đúng không? Đấy. Tiếp theo câu số 3 nào.

できるだけ早く払ってください。はい、こんにちは。そばでゃかばんではちょんそば。せな。これはーー、は先に先にれはいつまで払わ,払わなきゃいけませんかっんないファイチャー。ちゃりまずょ。ちょりまずょ。できるだけ早く払ってください。 cố gắng càng sớm càng tốt cố gắng càng sớm càng tốt ích này đến bao giờ trả thì hãy phải cố gắng càng nhanh tốt chứ này đã chảy vâng phải trả làm ơn một lần thôi làm ơn càng nhanh hơn càng tốt ạ còn này dàn số 3 chính xác rồi các bạn tất cả các bạn đều làm đúng hết tiếp theo câu số 3 có vẻ như là bán rất là dễ nên là chúng ta sẽ cố gắng nhanh nhanh một chút 1> 4番1ヶ月の長い休みが取れたら何したいやっぱり旅行がいいな 2> 2それなら夏休みを取るようちで休んだ方がよかったようの、はい、ごめん,んい。 1ヶ月の長い休みが取れたら nếu mà bạn xin được nghỉ dài ngày khoảng một tháng dài ngày một tháng thì bạn muốn làm gì? Nói như là sĩ trai Nào, muốn làm gì? Yappari yoko ga yi na Quả nhiên là du lịch thì thật là tốt Sore là na tô độ. Nếu là vậy thì đúng không? Hay, xin nghỉ hè đi Ở bên trên là nghỉ dài ngày tự nhiên lại gì nhỉ? Nhật chia semi mi tức là nghỉ hè đi hoàn toàn sai. Hay ý để nhà sinh hồ gã tay rồi. À, cái này gì đấy? nhà Cái này đã kết thúc chưa? đã kết thúc. Thật là may vì đã nghỉ ở nhà. Đó. Cái này tự nhiên là thật là may vì đã nghỉ ở nhà. Câu trên người ta hỏi là nếu mà nếu mà sinh được một tháng thì cậu sẽ làm gì? Yappari yo cô gái na Là đó chính xác của chúng ta đúng không? Đấy, bảo chọn là sai nhá Đấy, rồi Câu tiếp theo, số 5 gọi nghe nhá 5番 あの 1. 1> すみませんお願いします <S 2> 2. <S はいわかりました <3. S 1> そうですね開けましょううんはいこのははもういはいはいははいはいはいははいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいはい đúng rồi Nguyễn Thị Nhung Phan Niên nhà vẫn có bạn chọn 1 2 3 này vẫn vẫn bị phân chia ra Tôi trả lời rất là nhiều thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ Ano Mado Shime Murai Nai deshou ka? VT Murai Nai De Shoka là nhờ bạn ai đó được chưa À anh ơi làm ơn đóng hộ em cái cửa sổ cái Ok hay và Karimashita mới là đáp chính xác Câu 1 là Sumimasen Onegai Shimasu Làm ơn Ví dụ cái câu trên người cười này là lạnh quá tôi đóng cửa nhá. 60 mươi Má đồ xí mê cả. Thì biết là đáp án ở số 1 đúng không? À, cái câu trên này đang nhờ người ta mà. Anh ấy đóng em cái cửa cái. Được rồi, được rồi, được rồi Ok. Hãy. Tiếp theo nhá. Rồi chúng ta chuyển sang N2 mọi người N2. n Đây là môn đài đề, đề, đề tháng 12, 2021 này. Được chưa? 一ん。た、ね、いかい。ライイー番。金曜日締め切りのレポート、間に合いそう ?1。やっぱり書くことになったよ。<S 2, 2。日本文学についてまとめたら ?3。 thiệt ra thì gắn bắt được cái này mọi người cho thầy đáp án nào ba tất cả các bạn chọn ba thì chắc là kết quả là làm số 3 đấy ok minh phạm nguyễn phương này đúng không nào kinh nhô bị simekiri no report mani ai mani ai số à, có vẻ kịp được không cái bản báo cáo đúng không mà hạn chót là thứ sáu á thế nào đó sẽ là gì nhỉ? Tetsuya de, đúng không? Tetsuya de, thức đêm đấy mọi người, từ này thức đêm trong đầu bao học rồi. Tetsuya de, gắm vào được shikanai rồi. chỉ còn cách cố gắng thức đêm mà thôi. Đúng không? Nói đau chúng ta. Ừ, cái này các bạn làm đúng hết rồi nên là chỉ chữa đơn giản như vậy thôi. Nhá. Tiếp theo, câu số 2. 2番。2> ゼミの発表、うまくいかなかったからって、そんなに落ち込むことないよ。1>, 1。落ち着いてるように見える二。ありがとう。気持ちを切り替えなきゃね。3。不満言われても困るよ。はい。あれか思っているの、なーと。 Ô chị gì nhỉ? này đều à, đừng có ủ rũ như vậy đừng có ủ rũ như vậy đấy, thì câu này chọn đàn số mấy ôi rồi các bạn chọn giống nhau hết như thế này thì thầy không phải dạy nữa rồi ok các bạn chọn chưa đã chọn số 2 à à đây Gõ chọn một nhá Zemiの発表うまくいかなかったから、からってそんなに落ち込むことないよ. à, hay,そんなに落ち込むことない요. Không cần phải làm cái điều gió được chưa? cô tổ nai, này này động từ về được cố nai. Không cần phải u buồn như vậy đâu, u rũ như vậy đâu, chưa? Nghe nói này, đúng không? Nghe nói là cái bài phát biểu trong dây mi của vậu không được xuân sẻ, đúng không? nhưng mà cũng không phải cần phải ủ rũ như vậy đâu được chưa Đấy arigato kimochi kirikai đúng không hay cảm ơn nhé tớ phải thay đổi cái tâm trạng của mình thôi kirikai na này phải thay đổi đúng không này ni mieru tức là gì nhỉ trông có vẻ như là đang rất là bình tĩnh nhỉ à? ochitsu nó có cái cái cái, cái âm này ochi <laughs> tự này đúng không hay nó gần gần giống nhau nhiều bạn này chọn một thôi thấy chứ. ở trên bên trên là

1, 1テストの日、来週に変わるの ?2, 2来週にはならないでしょう。3来週になってよかったよね。はい、来ない、簡単で漢字のテスト、明日なのに全然、まだ全然覚えてないよ。え、肝心、が今以上、まあ、中に落ちるんか đúng không? Test à, rải xin in Kiểm tra nếu mà vào tuần sau thì có phải tốt hơn không? Đúng không? Thì đáp án chỉ là gì nhỉ? Làm sao mà sang tuần sau được? Rải xin như này để chờ, không? trở trở lên tuần sau được tức là làm sao một tuần sau được đúng không nào đấy, đấy. chỉ đáp án là số 2 thôi ừ. đấy rice nát tiêu cắt may chưa, may mà chuyển sang chuyển sang tuần sau rồi. Đó. Thằng Hải đang mong muốn chuyển sang tuần sau. Đó. Chứ làm gì đã đã, đã đã chốt được sao đâu. Đó chỉ là số 2 đấy nhá. Hay tiếp theo có số 4 nhé mọi người, Còn số 4 nào. 4. <laughs>

本文字に言われば、先生のメール、お送りした出張の報告書、課長、ご覧いただけます。いかいただけましたかご覧いただけましたか m ご,ご,ご覧いただくのは、キュご覧、あら、ギニュー、ご覧になりましたかご覧いただけましたかい và người thực hiện hành động xem này là cà trồ đấy đúng không? Gome mara tên anh đã xin lỗi anh chưa xem đâu xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em anh chưa xem hô cúc cửa sổ đâu đấy xin lỗi nha rồi tiếp theo câu số 5 nào câu số năm sẽ nội các bạn nghe câu số 5 này 番あ、佐藤さん、こんにちは。こんなところでお会いするとは。ほんと <1 S 2>、<h ont os> 偶然ですね。わざわざ会いに来てくれたんですか <3 S 2> あ、じゃあ、ここじゃないところにしましょう。はい。おい、ごめん、ごめん、ごめん。 một ạ một ạ một ạ thô ạ ở miền nam tê không ngờ à cô ni chi de oai suru tê không ngờ lại được gặp chị ở nơi như thế này à thầy thật là bất ngờ nhỉ hôm to gư zen des ne ngẫu nhiên thế bất ngờ được chưa thật là bất ngờ thầy Hóa ra là cất công đúng không? Hóa Anh đã mất công Cất công đến đây để thăm tôi à? để gặp tôi à? À, dạ, Ja, ja ni À, vậy thì chúng ta lựa chọn một nơi khác không phải nơi này Này sẽ là 本当偶然ですね Guzen Đấy, con này siêu dễ bây giờ chuyển sang là một nha các bạn ở lại nghe là một nha Đâu một rồi 名も。ピュッ。一番。港劇団の公演今日なんだ。本当に待ち遠しかったよ。一。<1 S 3> 期待してなかったんだね。二。<2 S 3> へえ、そんなに好きなんだ。三。<3 S 3> もう少し待てばよかったのに。とね、かわいいもんかい。 hầu hết những cái bạn mà học là một hoặc là, là hai nghe cái từ cô in à, chỉ nghĩ đến công viên này cô cô trong là một là hai nó không phải là công viên ok chưa cô đấy nào minato ở đây là chữ minato gạch này nhé đấy, cái đoàn diễn minato này đúng không cô em tức là buổi trình diễn ở này này buổi trình diễn của của đoàn Mirato này đúng không là hôm nay đấy ở chỗ nào hôm tôi đi mà này đang rất là rất là gì nhỉ rất là vui mừng đúng không rất là vui mừng vậy thì con này là gì đây đấy kita ste kita ste Hế, số nó đi skin hẳn Ê cậu, thích đấy, Dịch này các bạn chọn là câu nào đấy Thầy đã dịch cho rồi, các bạn chọn chọn 1, chọn 3 Chọn hai à Cố quên Nào một nó hơi khoai một tí đúng không Đáp án là gì nhỉ Ê, số nó đi skin Chuyển công diễn được chưa Buổi biểu diễn, buổi biểu diễn của cái đoàn kịch Minato này là ngày hôm nay Thực sự là chờ quá lâu rồi Machi chị yo Đúng không? Này, Hào là háo hức chờ đợi đấy này chờ, chờ đợi lâu rồi thế sonnisuki cậu thích đến như vậy à đúng không? đây là kitaishite nakatan cậu không kỳ vọng à người ta đang gì nhỉ đang chờ đợi rất là lâu rồi đúng không này mosko liên quan gì chờ thêm một chút nữa thôi thì thì tốt vậy mà không liên quan đúng không nó một hơi khó một tí mọi người nhá tiếp 2番君の報告書新入社員でもあるまいし何なんだ 1> 1お褒めいただきましてすぐに作成し直します努力したかいがありましたあっオーケーはい。こう câu nào là câu xin lỗi à, câu nào là câu xin lỗi mọi người thầy hình như câu này dễ rồi thầy bảo đăng cáo đó. Kimino no hokusho shin new sign đi mua ở mai gì nan nan da nan nan da ơi shin new sign đi mua đi mua ở mai gì đi mua mai gì nan nan da cậu không phải là nhân viên mới cái bản báo cáo này là cái gì đây ha gì đây gì đây nan nan da sugni ni seisaku nào shimasu à em sẽ hay làm lại ngay đây chưa nào hay có này đang khen ô hôm mê itarakimashite à mà hay này kêu được kusta kai ga arimashita kai là gì đây à kai ga aru tức là không hưởng công đã lỗ lực ok không hưởng công đã lỗ lực ừ. thì là sai đáp án chúng ta đan số hai câu này mọi người làm đúng hết rồi chúc mừng nhá đấy không cái câu này nghe biết biết nan nan đà nan nan đà cáo rồi thì phải xin lỗi làm lại ngay lập tức đúng không đấy cái câu này mặc dù không hiểu cái gì lắm nhưng mà thấy nó cáo không mà thấy xin lỗi làm lại là chọn được đáp án nghe cảm xúc rồi cả ừ. tiếp theo 三番聞いた水泳の伊藤選手明日の世界大会を最後に引退だって一え、明日で終わりずっと応援してたのに二もう引退しちゃったの残念三やっぱり続けることに決めたんだねこれラムコチョリアもレノモデマンが một chúng ta nghe xem khi ta cậu biết gì chưa cậu nghe gì chưa? Suyên no Ito senshu à, Asha no sekai taikai o saigo ni intai nante, à, nghe nói rằng là cái tuyển thủ Ito đúng không, Ito bơi lội á thì gì đây, à, Asta no sekai taikai nhé, Này. cái buổi gì à, nhỉ? sẽ thai thay cai tức là nhân thay cai là cái gì mọi người thay cai là ừ. thay tiếng việt là gì nhỉ Nhìn quên quá tiếng đó cái buổi cái gì thế giới của ngày mai ấy nhỉ thì sau khi sau khi buổi uh, buổi thế giới của ngày mai á, thì ông ấy sẽ từ chức đúng không không phải từ chức mà là giải nghệ đi mọi người mà có cái từ thay cài ấy, tự nhiên quyền từ thay cài đại hội đúng không đại hội thế giới ngày mai đúng không sẽ là buổi cuối cùng anh ấy sẽ từ chức ấy đúng không nào thì cái câu intestano này nó chúng ta nghe ô ông ấy đã gì nhỉ đã giải nghệ rồi à cái câu này hoàn không phải đã giải nghệ đâu ngày mai buổi ngày mai là buổi cuối cùng cơ đúng không Đấy, câu này đã quyết định tiếp tục thì không phải trả đáp án là Đấy. Ê, hasta de owari à. ngày mai là kết thúc rồi á đúng không tôi đã cổ vũ anh ấy suốt rồi vậy mà à. zutto owen shite ta no ni đó sẽ là ichiban desu ne đại hội thể thao ok cảm ơn in tay là giải nghệ rồi chính xác tiếp số 4 nha biết rồi các bạn vào học là hai là ba vào đây học được thêm rất là nhiều từ mới nhá rất là hay nhá 4番営業部の田中さんと加藤さんが結婚するなんて思いもしなかったよ予想通りだったってことへえー、結婚はやめたんだね3私もまさかって思ったよはいね Câu này toàn từ vựng N2 thôi Toàn từ vựng là 2 đây mọi người Từ vựng N2 rất là nhiều á 3, 3, 3, 3, 3, ạ Nào Êgyo là no Tanaka san to Kato san ga suru Ôi dồi ôi bà con ơi Hả à, Cái cậu Cái à. À, Ai là con gái này không biết Tanaka Kato. Kato là con gái, Tanaka là con trai. Cái anh Tanaka và chị Kato ở cái phòng kinh doanh ấy. Họ cưới nhau rồi bà con ơi. Ôi, ơi trời ơi. Mà omoi mo shinakatta yo. Tôi cũng không ngờ, không ngờ là như vậy. Hả? Omoi mo mô shinakatta yo. Không ngờ là như vậy. Vậy thì tôi cũng vậy tôi cũng không ngờ. Watashi mo masaka omotta yo. Tôi cũng thấy rằng là tôi cũng cảm thấy rằng là tôi cũng đã từng nghĩ là ôi quả thật không ngờ hả hay là số 3 đó không ngờ đâu được chưa hay ừ. là hai nghe là một khó quá à. cố lên em cố lên em dễ mà có thêm đây có thêm một từ mới môi, omoi mosina kata omoi là nghĩ này sinai tức là không 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 làm như vậy không? Wow. hay thì câu này cái cụm chúng ta phải dịch cả cụm cơ đúng không không ngờ rằng không ngờ rằng はい、ではここ行こう5番この作品君ならではのデザインになってるねごめん一。それは困りましたね 2, 2それは嬉しいですね 3, 3 Ba ừ, con này đều vui cả. Đấy. Nào hai nghe một cũng khó lắm xem xem nhỉ. Nào hai nghe nào khó quá. Nào các bạn đã cho đáp án rồi nè. Coi chọn đáp án xuống đây. Ở à, đây sẽ có một bộ câu. Na đà đế bạn đâu chỉ có ở đâu đó, đúng không? Cái tác phẩm này là một là một cái thiết kế mà chỉ có em làm được thôi chỉ có em làm được thôi nhỉ đấy chưa cái thác này quả đúng là là một cái thiết kế mà chỉ có em làm được Đấy okay. thế là đang khen đấy đúng không là để mà design gì này ừ. đấy là các bạn học lại cái mẫu nào là là để bạn nô cho thầy nhé là là để bạn được, chưa đấy số đây thật là vui mừng vì điều đó thật là vui vì điều đó anh ạ cảm ơn anh nhá cảm ơn anh rất là nhiều nhá Ureshides, em rất là vui hạnh phúc số đó ghen tị với một ai đó thì nói từ này ghen nhưng mà ghen kiểu là ao ước mong muốn được có như người ta thích thế nhỉ ok xong rồi mọi người hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong phần chô cai môn đai số 4 của n hai và n một số 5 của n ba ừ. môn đai này nhé, các bạn về ng nghe đi nghe lại nhiều trong đề quá khứ cho thầy nhá ừ. chỉ có nghe đi nghe lại nhiều thì mới giỏi thôi xong rồi chúng ta nghe đi nghe lại và chúng ta sẽ gặp bắt gặp những cái từ mới và chúng ta sẽ ghi lại và đúng không? những cái câu nào rất là hay chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thì các bạn đem ra nói chuyện luôn nếu mà chúng ta có môi trường giao tiếp thực tế luôn, chúng ta đi làm với người nhà rất là nhiều, thì chúng ta cũng thể đem những câu vừa rồi ra nói luôn, nhá. Cái này chỉ có anh làm được thôi nhỉ? Únê ừ. ừ. nà là đi vào cái gì đó, hả? Ừ. nà là đi cái ừ. Những cái bản báo cáo như thế này thì chỉ có chị làm được thôi chị ạ. Đúng là quả đúng là chị rất là giỏi. OK chưa mọi người? Rồi bài học hôm nay của thầy kết thúc tại đây nhé Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi Những video livestream trực tiếp của thầy Hẹn gặp lại các bạn nhé